với chủ đề Tinh hoa ẩm thực Việt, không gian sẽ giới thiệu ẩm thực Hà Nội nhằm quảng bá giá trị ẩm thực với tư cách một sản phẩm du lịch đặc sắc của thủ đô tới nhân dân, du khách trong và ngoài nước nhân dịp 69 năm kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Không gian sẽ giới thiệu ẩm thực Hà Nội, tạo cơ hội để các đơn vị, nghệ nhân, làng nghề ẩm thực của Hà Nội, Việt Nam được quảng bá giới thiệu sản phẩm ẩm thực làng nghề truyền thống và hiện đại đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023 tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, số 3638 Phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội xây dựng kịch bản chương trình quảng bá giới thiệu văn hóa ẩm thực, mời các nghệ nhân, nhà hàng ẩm thực tiêu biểu của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các nhà hàng, khách sạn có cơ sở ẩm thực đạt chuẩn phục vụ du lịch để quảng bá giới thiệu tại sự kiện nhằm thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm, phát huy tiềm năng điểm đến. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố mời và chỉ đạo các đơn vị, nghệ nhân tham gia xây dựng kịch bản truyền thông, quảng bá tại sự kiện. Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Hội ẩm thực, Hội đầu bếp trên địa bàn thành phố phối hợp chỉ đạo các nghệ nhân ẩm thực tham gia giới thiệu sản phẩm và trình diễn tại chương trình, tổ chức thành công không gian phở, ẩm thực ba miền. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 8, phiên họp thứ 25. Theo chương trình, phiên họp lần thứ 25 diễn ra trong thời gian 7 ngày, chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, đợt 2 từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 8 để xem xét cho ý kiến về 20 nội dung và tiến hành hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Trong sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Theo đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và hội trường về dự án luật này. Đã có 98 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại tổ với 439 ý kiến góp ý, 23 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội trường với 112 ý kiến góp ý và 3 ý kiến góp ý bằng văn bản. Đa số ý kiến đều tán thành về sự cần thiết ban hành luật tài nguyên nước sửa đổi và cơ bản nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo luật. Trước khi tiến hành thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy báo cáo tóm tắt 7 vấn đề lớn trong việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi. Sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban đã giám sát việc thực hiện nghị quyết số 99 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn năm 2020-2022 tại quận Hoàng Mai. Đoàn giám sát đã thị sát tại tổ hợp công trình HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Tổ hợp này gồm 12 tòa nhà, mỗi tòa nhà cao từ 36 tới 41 tầng với khoảng 3 đến 4 vạn dân. Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất. Từ khi tổ hợp chung cư vận hành vào năm 2015 cho tới nay đã kiểm tra 67 lần, kiến nghị chủ đầu tư, ban quản lý các tòa nhà khắc phục một số tồn tại thiếu sót. Công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở thường xuyên chú trọng, đã tổ chức 12 lượt thực tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng. Cái điểm đặc biệt nhất đối với khu chung cư là hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, hệ thống tăng khói, tất cả hệ thống phòng cháy phải được duy trì thường xuyên. Và đặc biệt nữa, con người là phải hiểu biết vận hành nó và sửa chữa, kiểm tra nó định kỳ. Và cái điều quan trọng nhất đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy, khi phát hiện cháy là lực lượng cháy cơ sở người ta phải biết xử lý và kịp thời ngay từ những giây phút ban đầu để tránh những cái chuyện đám cháy lớn xảy ra hoặc là ảnh hưởng đến những cư dân. Đoàn giám sát cũng đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn phường Lĩnh Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Long có diện tích mặt bằng hơn 12.000 m2, sử dụng làm kho xưởng sản xuất, bãi tập kết hàng hóa, do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đã bị công an quận đình chỉ hoạt động từ tháng 2 năm 2023. Công ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt có diện tích mặt bằng gần 44.000 m2, sử dụng làm kho xưởng sản xuất, do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy. Công an quận cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân quận ban hành quyết định đình chỉ hoạt động của công ty từ tháng 12 năm 2019. Cơ bản các cái hộ dân kia phải kinh doanh theo nghị định 136 phụ lục 4 thì phường đã kiểm tra toàn bộ và đề xuất quận đóng cửa, tạm dừng kinh doanh khoảng xấp xỉ 100 hộ cá thể gia đình.
Còn các công ty thì hiện nay là hầu như các công ty mà vi phạm trên địa bàn phường là đều đã bị niêm yết đóng cửa và xử phạt hành chính theo đúng quy định của phòng cháy chữa cháy. Và sắp tới sẽ có những cái đợt kiểm tra rà soát tiếp và hướng dẫn của công an quận để các cái doanh nghiệp này họ thực hiện theo đúng các cái phòng cháy chữa cháy theo quy định nhà nước. 3 năm qua, trên địa bàn quận Hoàng Mai xảy ra hơn 450 vụ cháy, làm 3 người thiệt mạng. Nguyên nhân xảy ra cháy chủ yếu do chập điện, chiếm tỷ lệ từ 60 đến 80%. Ủy ban Nhân dân quận đã chủ động triển khai nghị quyết số 99 của Quốc hội, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu công tác về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở tồn tại vi phạm kéo dài. Công tác tuyên truyền đa dạng đến từng hộ gia đình, thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Hoàng Mai cũng còn bất cập, đặc biệt là do dân số đông nhất thủ đô, nên các điều kiện phục vụ cho cứu nạn cứu hộ phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, địa bàn phức tạp, nhiều kho xưởng tạm xen kẽ trong khu dân cư, chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang lập tờ trình về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Theo đó, các cấp công đoàn dành nguồn tài chính công đoàn hỗ trợ một lần bằng tiền mặt cho đoàn viên và người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. Mức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn là 1 đến 3 triệu đồng. Người lao động không phải là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn. Đến nay, tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 86.528 người, số đoàn viên được hỗ trợ là 80.042 người với số tiền hơn 114 tỷ đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự báo, sau tháng cuối năm sẽ có nhiều người lao động tiếp tục bị mất việc và giảm giờ làm, giảm thu nhập. Do đó, Thường trực Đoàn Chủ tịch đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết 31 tháng 12 năm 2023. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động chậm nhất trong ngày 31 tháng 3 năm 2024. Các quy định về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ đều được giữ nguyên. Tổng kinh phí dự kiến là khoảng 145 tỷ đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ nghiên cứu và đề xuất cơ chế đặc thù đối với việc tuyển dụng giáo viên dạy các môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, xây dựng phương án tạo nguồn bổ sung giáo viên các cấp học. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2023-2024 là triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các khối lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để tiếp tục triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở các khối lớp còn lại, lớp 5, lớp 9 và 12, vào năm học 2024-2025. Đây cũng là 3 khối lớp cuối cùng thực hiện chương trình mới. Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quản lý, sử dụng hiệu quả chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao, đồng thời sẽ nghiên cứu và đề xuất cơ chế đặc thù đối với việc tuyển dụng giáo viên dạy các môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Xây dựng phương án tạo nguồn bổ sung giáo viên các cấp học, tăng cường đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và giáo viên các môn học mới. Tính đến hết năm học 2022-2023, toàn thành phố có 2.840 trường mầm non phổ thông, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên. Tổng số giáo viên hiện nay là khoảng 138.000 người. Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Chứng khoán hiện nay đang thu hút dòng tiền lớn trong bối cảnh lãi suất gửi tiết kiệm đang ngày càng giảm và các kênh đầu tư khác chưa có dấu hiệu khởi sắc. Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 8 năm 2023, thị trường chứng khoán trong nước dù xuất hiện một số phiên điều chỉnh mạnh, nhưng đến cuối tuần, các cổ phiếu và chỉ số đã rút chân mạnh mẽ, chốt tuần ở mốc cao nhất từ tháng 9 năm 2022. Dòng tiền tiếp tục duy trì ở mức cao khi giao dịch trung bình mỗi phiên đều đạt trên 22.500 tỷ đồng. Trong đó, phiên ngày 7-8 lập kỷ lục từ đầu năm 2023 với gần 30.000 tỷ đồng ở cả ba sàn HOSE, HNX và Upcom. Lãi suất gửi ngân hàng thấp được xem là một trong những yếu tố chính góp phần thúc đẩy dòng tiền đầu tư chảy mạnh hơn vào chứng khoán.
Các chuyên gia kỳ vọng sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế và tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp vào năm sau sẽ đẩy giá cổ phiếu tăng cao hơn. Kinh tế Việt Nam trong nửa cuối năm 2023 tiếp tục cải thiện nhờ các chính sách thúc đẩy tăng trưởng từ chính phủ, bao gồm việc cắt giảm lãi suất, giai đoạn khó khăn nhất của hoạt động sản xuất và xuất khẩu đã qua. Sau khi lãi suất tiết kiệm tiếp tục đà giảm, trong các tháng gần đây thì lãi suất cho vay cũng giảm theo. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân tiếp tục giảm còn 8,6% một năm, giảm 1,3% một năm so với cuối năm ngoái. Theo nhiều chuyên gia, lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do chi phí vốn của các ngân hàng thương mại đang giảm nhờ tác động từ các đợt cắt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm và việc ban hành thông tư cho phép giãn trích lập dự phòng nợ xấu. Hiện nay, các ngân hàng không chỉ cạnh tranh trên cơ sở lãi suất huy động, lãi suất cho vay mà đã tìm đến các phương án đầu tư vào ngân hàng số nhằm mang tới cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ ngân hàng tốt nhất. Cuộc cạnh tranh với ngân hàng số lại bắt đầu từ chính sách thu hút và giữ chân nguồn nhân lực. Là chuyên gia lập trình đòi hỏi sự sáng tạo, áp lực công việc cao. Vì vậy, bên cạnh mức thu nhập xứng đáng thì không gian làm việc chính là yếu tố mà anh Kiên rất coi trọng. Trong quá trình làm việc thì chúng tôi được thoải mái lựa chọn những không gian phù hợp để tăng kích thích sự sáng tạo và nhờ đó nâng cao được cái chất lượng sản phẩm của công việc. Mỗi ngày đi làm thì tôi đều có những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm rất là thú vị và tôi luôn duy trì được những cái nguồn năng lượng tích cực cũng như là những cái cảm hứng để có thể là cống hiến hết mình cho công việc. Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2023. Tốt từ không gian làm việc, chế độ chính sách đãi ngộ và tốt cả về văn hóa doanh nghiệp. Đây là cách mà ngân hàng này đang áp dụng để phát triển con người, thu hút nhân tài trong lĩnh vực ngân hàng số. Chúng tôi cũng lấy phương châm là lấy con người làm trọng tâm. Bao giờ chúng tôi cũng muốn tạo ra một cái môi trường làm việc mơ ước cho nhân viên của mình. Và ở đây thì chúng tôi tin rằng là với một cái môi trường làm việc lý tưởng như vậy thì cán bộ nhân viên sẽ luôn luôn cống hiến hết mình cho công việc. Tìm được nhân sự trẻ, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ đang là mục tiêu của nhiều ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số. Thậm chí các ngân hàng còn sẵn sàng tuyển dụng nhân sự thực chiến mà không cần phải tốt nghiệp đại học hay không yêu cầu kinh nghiệm. Chúng tôi tìm kiếm nhân sự ngay từ những năm thứ hai đại học của các trường về kỹ thuật, về ngân hàng, về mặt tài chính. Đặc biệt là đối với cái nhân sự về công nghệ thông tin thì chúng tôi đang phải làm việc rất là nhiều với các trường cung cấp các cái nhân sự đó. Và ở MB có những cái bạn còn chưa tốt nghiệp đại học, không đi học đại học nhưng đã được bổ nhiệm vào các vị trí, các dự án hết sức quan trọng. Dự báo đến năm 2030, thị trường cần đến 1,5 triệu nhân lực công nghệ thông tin. Là lĩnh vực đi đầu trong chuyển đổi số, các ngân hàng đang nỗ lực vừa tìm kiếm nhân sự, vừa giữ chân bằng chính văn hóa nội bộ và đào tạo thường xuyên để đáp ứng quá trình phát triển. Thông tư 24 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày mai, ngày 15 tháng 8, quy định biển số ô tô, xe máy được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Theo đó, thì khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại giấy tờ chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì sẽ bị xử phạt và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. Mức xử phạt bán xe không nộp lại biển số sẽ được áp dụng theo quy định của Nghị định số 100/2019 của Chính phủ. Thưa quý vị, dự thảo nghị định quy định phí bảo vệ môi trường với khí thải đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp. Theo Bộ Tài chính, phần lớn các tổ chức cá nhân xả thải gây ô nhiễm không khí chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình. Do đó, việc nghiên cứu xây dựng nghị định phí bảo vệ môi trường với khí thải là cần thiết. Trước mắt, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ chỉ quy định với các đơn vị như sản xuất gang thép, luyện kim, than cốc, hóa chất vô cơ cơ bản, phân bón vô cơ và hợp chất nitơ, lọc hóa dầu, nhiệt điện, xi măng phải nộp phí này. Theo tính toán, khoản thu mới nếu được thực hiện sẽ giúp tăng thu 1.200 tỷ đồng một năm. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin y tế đáng chú ý.
tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm. Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng, Bộ Y tế phối hợp với AstraZeneca Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư phổi mang tên Thương Phổi với thông điệp tầm soát ngay, sớm chữa lành. Thông qua Bộ Y tế kêu gọi người dân hãy chủ động tìm hiểu và thực hiện thói quen khám tầm soát để phát hiện sớm ung thư phổi. Đồng thời, hãy cùng nói không với thuốc lá, cùng tạo ra môi trường không khói thuốc tại nhà, nơi làm việc và nơi công cộng, duy trì chế độ ăn cân đối, luyện tập thể dục thường xuyên, nâng cao sức khỏe. Tại sự kiện này, khoảng 500 người dân từ 50 tuổi trở lên và thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao được khám, tư vấn bệnh hô hấp và chụp X-quang lồng ngực hoàn toàn miễn phí. Nếu có nghi ngờ, người dân sẽ được chuyển đến các bệnh viện chuyên khoa chụp CT lồng ngực miễn phí để tầm soát, phát hiện sớm ung thư phổi. Nằm trong hoạt động của chiến dịch này, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng ra mắt trang thông tin điện tử Thương Phổi tại địa chỉ thuongphoi.vn nhằm cung cấp những thông tin chính thống về chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư phổi.